A Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh truyện Bộ truyện Phát thanh khủng bố. Và ở tập trước thì chúng ta biết được là Tô Bạch đã thoát ra khỏi được cái động của con hồ ly tinh kia rồi. Nhưng mà hắn đã chạm phải một nhân vật rất nổi tiếng trong giới đạo sĩ, đó chính là Lâm Chính Anh. Vậy cái tình cảnh éo le này sẽ dẫn tới kết cục chuyện thế nào? Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập ngày hôm nay. Và Ba Tiến mong rằng kênh của chúng ta đang phấn đấu với mốc là 20.000 sub. Kênh thì đã đạt được gần 15.000 sub rồi. Vậy là con số 20.000 sub sẽ nhanh thôi, đâu đó khoảng tầm 2 tuần gì đấy. Và điều đó phụ thuộc vào sự ủng hộ của các bạn. Phát thanh khủng bố, chương 126, nhiệm vụ chủ tuyến. Khi con người ta vừa mới tỉnh lại thường rất mẫn cảm, nhất là với Tô Bạch mà nói. Hiện tại hắn đang ở trong thế giới chuyện xưa, trên dưới cả người đều mang theo sự phòng bị. Khi Trần Tiểu Thư áp dấu son môi lên mặt của hắn, trong lòng Tô Bạch không phải là diễm phúc vui vẻ, mà chính là hai tay vô thức đi tới bên cổ của Trần Tiểu Thư. Nếu như không phải trong đầu của hắn còn có chút tỉnh táo, có lẽ cổ của Trần Tiểu Thư đã bị Tô Bạch vặn gãy rồi. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của bản thân và nơi này là địa bàn của ai, hai tay Tô Bạch vẫn dừng lại một chút. Sau đó một tay bổ mạnh về vị trí gáy của Trần Tiểu Thư. Lúc này Trần Tiểu Thư hôn mê bất tỉnh. Bên này thì A Lượng còn đang mong chờ, từ từ nhắm hai mắt chờ đợi. Thật ra trong lòng của anh ta sung sướng phát điên rồi, cho nên khóe miệng còn mang theo nụ cười. Tô Bạch trực tiếp bắt lấy cổ của A Lượng, đập đầu anh ta vào quan tài. A Lượng ngất đi. Từ trong quan tài trèo ra, Tô Bạch nhìn thoáng qua cách ăn mặc hiện tại của chính mình. Loại trang phục này không có kiểu dáng cụ thể, nhưng mà rõ ràng là bắt chước theo quan phục của triều nhà Thanh, khiến cho hắn cảm thấy có chút dở dở ương ương. Trên thực tế, vào giai đoạn cuối triều Thanh, quan tước đã tràn lan rồi. Rất nhiều hương thân phú hộ vì mặt mũi sẽ đi mua một bộ quan chức, lúc hạ táng, hoặc là đem quan phục để bên cạnh, hoặc là trực tiếp mặc lên người để hạ táng. Dĩ nhiên trước đó Hòa Thượng đã phân tích qua, thời đại này hẳn là trung kỳ của triều Thanh, thậm chí là ở gần giai đoạn trước hơn. Quy củ còn chưa đến nát bét như vậy. Đây chính là sai lầm lúc radio kinh dị khi thiết kế nội dung cốt truyện của thế giới chuyện xưa. Hoặc là có lẽ nó chỉ muốn cho chuyện xưa tăng thêm tính thú vị và hy sinh một số tình tiết không hợp lý. Tô Bạch cởi quần áo trên người A Lượng ra, mặc vào người, sau đó đem A Lượng, Trần Trường và Trần Tiểu Thư đều bỏ vào trong quan tài gỗ của mình vừa nằm, khép nắp quan tài lại, lưu lại một khe hở nhỏ để cho bọn họ có thể không bị ngạt thở. Lo liệu xong tất cả, Tô Bạch để lại đôi trai gái dám nói chuyện yêu đương trong nghĩa địa ở lại nơi này, chính mình rời khỏi nghĩa địa. Lúc này đã là hoàng hôn rồi, Tô Bạch vươn vai, cũng không biết hắn đã hôn mê bao lâu rồi, nhưng mà thương thế trên người của hắn cơ bản đã khỏi hẳn, chỉ là hắn rất đói, bụng cồn cào. Tô Bạch tùy ý đi lại, sau đó hắn nhìn thấy một nơi bốc lên khói bếp. Nơi này hẳn là khu vực nhà bếp của nghĩa địa. Ngày bình thường Lâm Chính Anh và hai tên đồ đệ của mình đều lấy nghĩa địa là nhà. Mà bây giờ A Khoan vừa mới pha trà ngon cho sư phụ và Trần Viên Ngoại, đúng lúc này đang nấu cơm. Hiển nhiên trong lòng của A Khoan cảm thấy không công bằng. Dựa vào đâu mà A Lượng ở nơi đó với cả Trần Tiểu Thư, còn chính anh ta lại ở chỗ này nấu cơm. A Lượng đáng chết, còn không qua đây nấu cơm. A Khoan một bên mắng trời, một bên thì cho củi vào trong bếp. Anh ta còn không biết A Lượng đã sớm nhanh chóng đến một chân với cả Trần Tiểu Thư rồi. Loại chuyện này vốn dĩ nhanh tay thì có, chậm tay thì không. Tô Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi đến phòng bếp. Tuy hiện tại hắn rất đói, nhưng mà không phải loại đói chỉ cần ăn cơm là có thể no bụng. Chẳng qua Tô Bạch còn chưa đến mức hút máu người ở trong hang ổ của đạo sĩ. Nếu không quan hệ nhất định sẽ bị đẩy đến mức không chết không thôi. Ở phòng ngoài, Trần Viên Ngoài còn đang thương lượng với cả Lâm Chí Anh về công việc di rời phần mộ và hạ táng. Ông ta không biết lúc này tổ tiên của ông ta đã lẳng lặng không một tiếng động mò tới tận cửa rồi.
Dựa theo lý thuyết mà nói, tính cảnh giác của Lâm Chính Anh không đến mức thấp như vậy. Chỉ là hiện tại Tô Bạch đang ở trong trạng thái bình thường, ông ta không cảm nhận được sát khí, cho nên dĩ nhiên không biết cương thi mình bắt được đang đến. Cửa sổ đều là giấy, hơn nữa không cần Tô Bạch tự mình đâm thủng, vốn dĩ ở đó đã có mấy vết nứt rồi. Tô Bạch nhìn vào trong, trước đó hắn đã cảm thấy đạo sĩ kia quen mắt. Hơn nữa quả thật đạo hành của đạo sĩ này rất lợi hại, ông ta chỉ cần cầm bát quái đã trực tiếp đánh gục hắn rồi. Tuy lúc đấy ông ta chiếm tiện nghi vì hắn đã ở trạng thái cung dương hết đà, thế nhưng Tô Bạch đoán, cho dù hắn có cơ thể khỏe mạnh để dùng trạng thái cương thi quyết đấu với cả đạo sĩ kia, phần thắng của hắn không lớn. Đương nhiên, nếu như hắn dùng trạng thái của ma cà rồng, nghề nghiệp của đạo sĩ kia sẽ không chiếm được chút ưu thế nào cả. Lúc này Lâm Chính Anh và Trần Viên Ngoại đã thương lượng xong rồi. Trần Viên Ngoại chuẩn bị rời đi, Lâm Chính Anh đứng dậy tiễn ông ta. Gương mặt của Lâm Chính Anh xuất hiện ngay trong tầm mắt của Tô Bạch. Mắt Tô Bạch trợn to, cuối cùng cũng nhận ra ông ta là ai rồi. Thế nhưng Tô Bạch lại có một cảm giác rất hoang đường. Lúc trước bộ phim Lâm Chính Anh bắt cương thi đã từng rất nổi tiếng, nhắc đến phim cương thi Hồng Kông thì không thể không nhắc đến ông ta. Chỉ tiếc tráng niên mất sớm, hơn 40 tuổi bởi vì ung thư mà qua đời. Nhưng mà hình ảnh trên màn ảnh của ông ta thì vẫn còn đấy. Radio kinh dị lại đem hắn vào trong thế giới chuyện xưa này sao? Thật đúng là không có một khe hở nào cả. Ngay lúc Tô Bạch nhận ra Lâm Chính Anh, trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện thông báo nhắc nhở của Radio kinh dị. Nhiệm vụ chủ tuyến 1: bảo vệ Lâm Chính Anh trong vòng 7 ngày không chết. Nhiệm vụ chủ tuyến 2: thông báo sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1, trừ 300 điểm cốt truyện. Người không đủ điểm cốt truyện để trừ, lập tức loại bỏ. Những thính giả còn lại sẽ thực hiện nhiệm vụ chủ tuyến 2. Nhiệm vụ chủ tuyến lần này khiến cho Tô Bạch có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Nếu như sớm thông báo một chút còn dễ nói, chính mình tìm cách đến cửa bái sư cũng tốt, cầu che chở cũng được, luôn có cơ hội ở cùng Lâm Chính Anh để bảo vệ ông ta. Thế nhưng hiện tại, trong mắt của Lâm Chính Anh thì hắn chính là một cái bánh trưng lớn. Nếu như hắn trực tiếp đến nói, đừng sợ là đến bảo vệ ông ta, có lẽ dâu của Lâm Chính Anh trực tiếp dựng ngược, trừng mắt cầm kiếm gỗ đào muốn giết hắn trước rồi. Á Khoan, Á Lượng! Lâm Chính Anh đứng trong phòng bắt đầu gọi đồ đệ của mình. Nhưng mà thật ra là Trần Viên Ngoại chuẩn bị đi. Ngụ ý của Lâm Chính Anh là để cho hai đồ đệ của mình đừng giống như là Chư Cát, Bát Giới, nhanh để cho Trần Tiểu Thư theo cha của mình hồi phục. Tô Bạch thì lặng lẽ lùi lại. Trước khi chưa nghĩ ra cách gặp Lâm Chính Anh, hắn vẫn không nên gặp chính diện. Cho dù là trước mắt rời khỏi nghĩa địa này, ở bên cạnh du đãng tìm một chỗ chờ đợi, lấy loại phương thức này bảo vệ Lâm Chính Anh cũng tốt hơn việc chính mình và Lâm Chính Anh trực tiếp đánh nhau. A Khoan thì bưng cơm canh từ trong bếp đi ra, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của Tô Bạch mặc quần áo A Lượng. Anh ta kêu lên: "A Lượng chết tiệt, còn không mau qua đây giúp đỡ đi." Tô Bạch sững sờ, lập tức quay người chạy ra. Lúc này thì rốt cuộc A Khoan mới có phản ứng, kêu lên: "Ngươi không phải A Lượng, giúp của ngươi là ai?" Đồng thời A Khoan đặt cơm canh lên trên mặt đất, sau đó đuổi theo. Lúc này Lâm Chính Anh cũng đang cùng Trần Viên Ngoại đứng ở ngoài phòng. Nhìn thấy A Khoan đuổi theo Tô Bạch, Trần Viên Ngoại có chút kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ nghĩa địa bị trộm sao?" "Trần Viên Ngoại, ông đợi ở đây đi, tôi qua xem một chút." "Ờ, Lâm sư phụ đi nhanh đi, không cần để ý đến tôi đâu." Tô Bạch muốn xông thẳng qua cửa nghĩa địa, nhưng mà nào ngờ Lâm Chính Anh đang từ bên kia đi tới rồi. Hắn do dự một chút, phân tích lợi hại khi động thủ với cả Lâm Chính Anh vào lúc này. Sau đó Tô Bạch quyết định chạy theo một hướng khác, nơi đó cũng chính là hậu viện của Nghĩa Trang. Tô Bạch nghĩ cùng lắm thì leo tường ra ngoài thôi. A Khoan còn ở phía sau đuổi theo, nghĩ rằng đây là trộm. Lâm Chính Anh thì cũng bước nhanh tới. Tô Bạch mở cửa căn phòng đi vào. Có lẽ phía sau căn phòng này là tường vây,
Hắn dự định từ cửa sau căn phòng này đi ra, sau đó lại trèo tường. Thế nhưng khi Tô Bạch mở cửa ra, xong vào, lại ngạc nhiên phát hiện ra căn phòng này thế mà không có cửa sổ. Chỉ có cánh cửa của hắn vừa vào thôi, không có cửa sổ. Hơn nữa, trong căn phòng mờ mịt này, lại có những cương thi mặc trang phục của Mãn Thanh xếp thành từng hàng. Tô Bạch chống nạnh, liếm môi một cái. Một màn này thường xuất hiện trong mấy bộ phim cương thi Hồng Kông. Trong nhà đạo sĩ để một đống lớn cương thi có lá bùa trên trán. Hơn nữa, những con cương thi này giống như quân đội vậy, có kỷ luật nghiêm minh. Lúc này A Khoan cũng xông tới, nhìn thấy Tô Bạch đứng ở trong phòng. Anh ta không nhận ra Tô Bạch, bởi vì ai cũng không nghĩ đến một con cương thi còn biết thay quần áo. Cộng thêm nơi này vốn dĩ tối tăm, không nhìn rõ mặt Tô Bạch. A Khoan đưa tay ra, từ cạnh cửa lấy ra một chiếc lục lạc. A Khoan trêu tức nhìn Tô Bạch nói: "Tên trộm như anh cũng thật ngu ngốc nha. Thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa anh lại đâm đầu vào. Trộm đồ mà còn dám đến nghĩa địa để trộm sao? Hôm nay tôi liền để cho anh mở mắt to ra, mở mang một chút." A Khoan bắt đầu lắc lục lạc. Lục lạc thì phát ra âm thanh thanh thúy. Mấy chục con cương thi trong phòng bắt đầu cử động, đưa hai tay về phía trước. "Bắt anh ta lại." A Khoan một bên lắc lục lạc, một bên ra lệnh cho cương thi. Loại phương thức bắt trộm này khiến cho anh ta cảm thấy rất hưởng thụ. Toàn bộ cương thi nhanh chóng đánh tới Tô Bạch. Một chân của Tô Bạch đá văng một cương thi đi, sau đó quét ngang một con cương thi khác. Nhưng mà càng lúc càng có nhiều cương thi. Đây cũng là bởi vì A Khoan không có hạ sát tâm, chỉ muốn cương thi vây bắt kẻ trộm thôi, không có hạ sát lệnh. Hơn nữa anh ta cũng không dám để cương thi giết người. Những con cương thi này cũng chẳng phải người hiền lành gì, để bọn chúng dính máu tươi, sau này không biết còn có thể khống chế được hay không. Thời gian dần trôi qua, Tô Bạch phát hiện ra là mình không chịu đựng nổi. Càng ngày càng có nhiều cương thi dốc sức vây hắn. Chính hắn đã bị ném xuống đất rồi, bị đông đảo cương thi chế trụ, không thể động đậy. A Khoan thì cười ha hả: "Tiểu tử trò đấy, để tiểu ra tôi cho anh lại đã, sau đó dẫn anh đi gặp huyện thái gia." Thế nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt A Khoan bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì anh ta phát hiện ra đám cương thi đang dốc sức vây Tô Bạch, thế mà tự động lui lại, không đợi hiệu lệnh từ lục lạc trên tay của anh ta, liền lui hết ra ngoài, thậm chí xếp thành hai hàng, giống như đang đợi người nào đó đại giá quang lâm vậy. Tô Bạch một lần nữa biến thành trạng thái cương thi, từ dưới đất chậm rãi đứng dậy. Trước khi tiến vào thế giới chuyện xưa này, hòa thượng đã từng nói đùa với Tô Bạch, nói hắn sẽ gặp được rất nhiều thân thích. Hiện tại Tô Bạch cảm thấy hòa thượng nói câu kia có ý tứ rất sâu xa, cũng không chỉ đơn giản là một câu trêu chọc đâu. Bởi vì lúc hắn biến về trạng thái cương thi, hắn có thể cảm giác được sự dao động của linh hồn một số cương thi. Những cương thi này đều bị dán bùa trấn áp. Sở dĩ bọn chúng nghe theo lệnh của A Khoan cũng vì là thần trí của chúng bị trấn áp thôi. Hiện tại bọn chúng đều là đám trẻ sơ sinh ngây thơ. Còn Tô Bạch, tuy đẳng cấp cương thi của hắn không cao, xa xa không đến cấp độ của cương thi vương, nhưng mà linh trí của hắn rất cao. Vốn dĩ hắn chính là con người bình thường, cho nên sau khi nghe được linh hồn của những cương thi này dao động, hắn thử phát ra dao động. Hơn nữa, loại dao động của Tô Bạch là dao động cùng loại. Đối với cương thi mà nói, hiển nhiên càng dễ nghe hơn lục lạc. Từng con cương thi giống như trẻ sơ sinh vậy, bắt đầu nghe theo lời người lớn Tô Bạch. Tô Bạch nhìn chằm chằm A Khoan đang không biết làm sao, sau đó đưa tay ra chỉ vào A Khoan: "Anh vừa nói gì? Tôi nghe không rõ, lặp lại lần nữa." Một đám cương thi trực tiếp nhào về phía của A Khoan. Trên người A Khoan thì cũng có chút công phu, nhưng mà có nhiều cương thi như vậy nhào đến, anh ta tránh được mấy lần, cuối cùng không có không gian di chuyển. Anh ta nhanh chóng bị đám cương thi này làm cho ngã nhào xuống mặt đất, giữ chặt lại. Tô Bạch đang trở về chỗ cũ tiến hành giao lưu linh hồn với cả đám cương thi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không có học qua. Thế nhưng lúc ở dưới trạng thái cương thi, hắn dĩ nhiên biết tên thế giới chuyện xưa này là Cương Thi Tiên Sinh.
Tuy trước đó hắn gặp được hồ yêu đáng sợ kia, nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra. Trong thế giới chuyện xưa này, đáng sợ nhất vẫn là cương thi. Điều này có phải mang ý nghĩa hắn có thể cùng những cương thi này tiến hành trao đổi không? Nếu như con đường này thông suốt, như vậy ở một góc độ nào đấy, thế giới chuyện xưa này trở nên nhẹ nhõm hơn, ít nhất có thêm một con đường. Chỉ là lúc này Tô Bạch còn chưa tận hưởng tốt dư vị đấy. Lâm Chính Anh xuất hiện ở cửa. Ông ta nhìn thấy dáng vẻ biến thành cương thi của Tô Bạch, trên người hắn vẫn mặc quần áo của đệ tử A Lượng. Đối với cả Lâm Chính Anh mà nói, mặc dù A Lượng và A Khoan thường xuyên bị ông ta răn dạy, nhưng mà đây là Lâm Chính Anh quản giáo bọn họ như một người cha hiền lành. A Khoan và A Lượng đều là cô nhi, Lâm Chính Anh cũng một thân một mình, cho nên ông ta thật sự coi hai đồ đệ này như con của mình vậy. Lúc này lửa giận công tâm, Lâm Chính Anh cũng chẳng có tâm suy nghĩ vì sao cương thi còn cố ý thay quần áo. Trong đầu của ông ta tràn đầy suy nghĩ báo thù cho đồ đệ. Không quản đây có đúng là tổ tiên của Trần Viễn Ngoại hay không, trước diệt trừ dương nghiệt rồi nó sau. Nghiệt chướng, để mạng lại đi. Lâm Chính Anh đi lên, lấy đai lưng bên hông của mình xuống, sau đó dùng đai lưng chế trụ cổ một con cương thi trên người A Khoan, lôi nó ra. Ngay sau đấy tiếp tục lôi những con cương thi khác ra. Tô Bạch sợ bị hiểu lầm mình là thăng cấp, ra lệnh cho những con cương thi này chủ động lui lại. Thế nhưng ý tốt của Tô Bạch thả ra, Lâm Chính Anh thì cũng chẳng cảm nhận được. Sau khi cứu A Khoan ra, Lâm Chính Anh tiếp tục đánh về phía Tô Bạch. Lâm! Tô Bạch vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lâm Chính Anh đã đạp một cước đến rồi. Đây là cước pháp chuyên dùng để đá cương thi. Vị trí dưới cổ, trên ngực của Tô Bạch bị Lâm Chính Anh một trận đạp trúng, trực tiếp khiến cho Tô Bạch không nói thành lời. Cả người Tô Bạch bị đá bay ra ngoài, đập vào trên vách tường. Vách tường lõm xuống, điều này cũng đủ thấy được Lâm Chính Anh đã ra tay nặng thế nào. Trong phòng có một bàn thờ, trên đó để một số pháp khí của đạo sĩ. Lâm Chính Anh quay người lấy ra một kiếm gỗ đào, dùng máu tươi của chính mình nhỏ lên nó, đâm về phía Tô Bạch. Tô Bạch vốn dĩ muốn biến về trạng thái bình thường. Lúc trước hắn ở trạng thái cương thi giao thủ với cả Lâm Chính Anh, điều này còn để lại bóng ma trong lòng Tô Bạch. Nhưng mà tư thế này của Lâm Chính Anh, hắn ở trạng thái cương thi thì còn có khả năng chống đỡ được một chút. Nếu như lúc này biến về trạng thái bình thường, có lẽ Lâm Chính Anh không nói hai lời liền cắt đứt cổ của hắn rồi. Kiếm gỗ đào xuất ra, mang theo khí thế một đi không trở lại. Tô Bạch không dám đối cứng, hắn nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng thân thể của hắn nhanh chóng lùi đến vách tường. Một tay của Lâm Chính Anh cầm kiếm, một tay cầm theo một đống lá bùa, trực tiếp ném về phía của Tô Bạch. Ngay sau đấy, Lâm Chính Anh cắn đầu lưỡi của chính mình, phun ra một ngụm máu, lấy huyết tinh kích phát lá bùa. Lá bùa đánh lên người Tô Bạch. Trong nháy mắt, hắn giống như bị điện giật vậy. Tô Bạch rên lên một tiếng, thân thể phá vỡ vách tường, lăn ra ngoài đình viện. Lần này thì Lâm Chính Anh không tiếc gì liều mạng, muốn chém giết Tô Bạch. Còn Tô Bạch bởi vì nhiệm vụ chủ tuyến mà úy thủ, úy cước, sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia, cho nên trong tình huống quyết đấu, hắn nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Dưới sự bất đắc dĩ, Tô Bạch thu hồi trạng thái cương thi của mình. Thế nhưng Lâm Chính Anh chỉ giận dữ quá to. Người thế mà đã thành tinh rồi sao? Nếu đã thành tinh rồi, linh trí cũng đã mở ra rồi. Đối với cương thi mà nói thì đây đã là điều không thể dễ dàng rồi. Thế sao như người lại vẫn chấp mê chấp muội, giết người tay dính máu vậy? Chẳng lẽ người thật sự không hiểu được đạo lý báo ứng sao? Tô Bạch không biết nói gì cả. Tôi đã biến về dáng vẻ này rồi, ông còn muốn tôi thế nào nữa đây? Tô Bạch có cảm giác khóc không ra nước mắt nữa rồi. Nhưng mà Lâm Chính Anh lại một lần nữa xông đến. Hiển nhiên ông ta bởi vì tin giữ đồ đệ tử vong mà trở nên có chút điên cuồng. Lúc này hai mắt của ông ta đỏ ngầu, hiển nhiên là nghe không vào. Đại não thì cũng chẳng còn cách nào suy nghĩ. Chuyện duy nhất ông ta có thể nghĩ tới chính là giết chết Tô Bạch. Con mẹ nó! Tô Bạch cũng giận dữ. Hắn nằm dưới đất, khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh dài.
khí chất trên người hắn trở nên vô cùng đáng sợ và quỷ dị. Hắn lấy ra trạng thái của ma cà rồng. Trạng thái này đã từng thử qua với cả mập mạp rồi. Trạng thái này cũng chẳng có xung đột với cả mập mạp đạo gia. Cho nên nếu như Lâm Chính Anh tiếp tục dùng thủ đoạn đối phó với cả cương thi, dùng trên người Tu Bạch thì cũng vô hiệu thôi. Loại năng lực có thể hoán đổi thể chất này, Tô Bạch có được từ trong thế giới chuyện xưa. Khi hắn thiếu chút nữa bị huyết dịch của đỉa giết chết, cũng coi như là trong họa có phúc đi. Kiếm gỗ đào lướt bả vai Tô Bạch, tạo nên vết thương. Bình thường mà nói thì kiếm gỗ đào đối với cả cương thi, lấy phương thức đánh là chủ yếu mà không phải là cầm kiếm gỗ đào qua đâm. Thứ nhất là do thân thể của cương thi vô cùng cứng rắn. Thứ hai là bởi vì nó dễ dàng đánh tan sát khí trên người cương thi. Đối với cương thi mà nói, sát khí là thứ vô cùng quan trọng, có thể coi là gốc rễ. Chính vì nguyên nhân này, một kiếm của Lâm Chính Anh cũng chẳng gây ra bao nhiêu thương tổn cho Tô Bạch cả. Đối với cả ma cà rồng mà nói, kiếm gỗ đào cũng không có tác dụng khắc chế. Nếu như đây là thanh kiếm sắc thì lại khác. Tô Bạch thuận thế mà lên, một tay giữ lấy cổ của Lâm Chính Anh. Móng tay sắc bén của hắn chạm vào da thịt của Lâm Chính Anh, nhưng mà Tô Bạch vô thức khắc chế xúc động, đâm xuyên móng tay của mình vào cổ của Lâm Chính Anh, ngược lại đè Lâm Chính Anh xuống dưới mặt đất. Nghe tôi nói, tôi không phải. Tô Bạch còn chưa nói xong thì sau lưng chuyển đến tiếng xé gió. Tô Bạch bỗng nhiên từ trên người của Lâm Chính Anh nhảy dựng lên. Trong tay của A Lượng thế mà đang cầm con dao găm được Tô Bạch lấy ra từ động của Hồ Yêu, dự định đánh lên hắn. Chiếc dao găm này, Tô Bạch còn chưa có thử qua hiệu quả của nó, nhưng mà điều này cũng không có nghĩa Tô Bạch nguyện ý lấy thân mình ra thử nghiệm. A Khoan không đợi Lâm Chính Anh đứng lên, lại một lần nữa xông tới chỗ của Tô Bạch, hiển nhiên có chút không tự lượng sức. Tô Bạch nhanh chóng tránh né, sau đó một tay của hắn bắt được cổ tay của A Khoan, dùng sức giữ chặt lấy. Tay của A Khoan mở ra, dao găm rơi vào trong lòng bàn tay Tô Bạch. Tô Bạch đạp mạnh một cước vào ngực của A Khoan, đá bay A Khoan ra ngoài. Lâm Chính Anh thì đã từ dưới đất đứng dậy rồi, nhặt kiếm gỗ đào lên, lại một lần nữa xông tới chỗ Tô Bạch. Còn tới. Tô Bạch cắn răng, đối mặt với cả Lâm Chính Anh, anh ta gần như phát điên rồi. Tô Bạch thật sự cảm thấy bất lực. Nhiệm vụ chủ tuyến của hắn là bảo vệ ông ta, bây giờ lại đánh nhau với cả người ta sống chết, thật sự khiến cho Tô Bạch câm nín. Hơn nữa, thật ra ngay từ đầu, Tô Bạch thật vất vả mới trốn được động của Hồ Yêu. Còn chưa có lên được mặt đất, liền bị Lâm Chính Anh cầm kiếm gỗ đào đâm 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 vào trên đầu. Một đường này Tô Bạch hoàn toàn là nằm không cũng trúng đạn rồi. Hiển nhiên Lâm Chính Anh cũng không có chết không thôi. Tô Bạch không thể đánh, không thể giết ông ta. Điều này không khỏi quá mức bó tay bó chân rồi. Tô Bạch quyết định chính mình nên rời khỏi chỗ này trước đó, ít nhất thì cũng để cho thương thế của mình ổn định lại. Lúc này Tô Bạch xoay người leo lên đầu tường. Thế nhưng Lâm Chính Anh thế mà xoay người nhảy vọt ra, vượt qua đầu tường, một kiếm đâm về chỗ cổ của Tô Bạch. Đây mới thực sự là khinh công đấy. Lần này Lâm Chính Anh đã rút ra giáo huấn lần trước, không dùng kiếm đánh tới, mà chính là trực tiếp dùng mũi kiếm đâm vào cổ Tô Bạch. Tô Bạch không thể không ngửa người về sau, sau đó từ trên tường nhảy xuống đất. Lâm Chính Anh đứng vững trên tường, lạnh lùng nhìn Tô Bạch. Đúng lúc này, sau lưng của Lâm Chính Anh xuất hiện một người. Người kia cầm một chiếc gậy gỗ, sau đó trực tiếp đánh vào gáy của Lâm Chính Anh. Lâm Chính Anh không kịp phòng bị đánh một đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người từ trên tường ngã xuống, rơi xuống bàn đá không nhúc nhích được gì. Chuyện này, Tô Bạch há to miệng nhưng mà không biết nên nói gì cả. Trên tường xuất hiện bóng dáng của Gia Thố. Trên người Gia Thố thì có rất nhiều vết thương. Trên mặt của anh ta cũng có mấy vết sẹo. Có thể thấy anh ta cũng ăn rất nhiều khổ cực trong động của Hồ Yêu. Chỉ là công phu của Gia Thố thật đúng là lợi hại, xem như khổ luyện. Còn công phu của Lâm Chính Anh thì càng nhiều theo hướng đạo thuật. Loại quyền cước này dĩ nhiên không bằng Gia Thố rồi, chứ đừng nói đến Gia Thố thế mà còn đánh lén nữa. Gia Thố từ trên tường nhảy xuống, nhìn cũng không nhìn Lâm Chính Anh,
đi tới trước mặt Tô Bạch, đưa tay ra, dự định kéo Tô Bạch lên. Tô Bạch thì không có vội vã đứng lên, mà chính là nhìn về phía của Gia Thố. Cậu chưa nhận được nhiệm vụ chủ tuyến. Tô Bạch đang suy nghĩ liệu có phải là chỉ có mình hắn nhận được nhiệm vụ chủ tuyến hay không. Nhưng thính giả còn lại thì chưa có kính phát ra. Nào biết Gia Thố trực tiếp lắc đầu. Nhận được rồi. Tôi vừa đến trấn này liền cảm ứng được nơi này có sát khí quen thuộc. Tôi liền biết đó là cậu. Cậu vẫn tốt chứ? Có sao không? Nội dung nhiệm vụ chủ tuyến của cậu là gì? Tô Bạch tiếp tục hỏi. Ê, tôi còn đang muốn thương lượng với cậu một chút đây. Làm sao để tìm được người tên là Lâm Chính Anh kia? Cậu có manh mối gì không? Tô Bạch nhìn thoáng qua Lâm Chính Anh đang nằm im không nhúc nhích. Hắn hít sâu một hơi. Tô Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Từ hoàn cảnh sinh hoạt, trưởng thành của Gia Thố, anh ta chưa có xem qua phim Cương Thi của Lâm Chính Anh. Đây thật đúng là hợp tình hợp lý mà. Chỉ là hiện tại làm sao bây giờ? Cũng may hiện tại Tô Bạch chưa thu được nhắc nhở nhiệm vụ chủ tuyến thất bại. Điều này có nghĩa là Lâm Chính Anh chưa chết. Tô Bạch đứng dậy, đi đến bên người của Lâm Chính Anh, ngồi xổm xuống, đưa tay ra trước mũi của ông ta để thăm dò. Lâm Chính Anh chưa chết, nhưng mà hiện tại ông ta thở ra nhiều hơn là hít vào. Cảm giác cũng sắp chết rồi. Vừa rồi Gia Thố cho rằng hắn gặp tập kích, không có thời gian đi cân nhắc chuyện khác, trực tiếp đánh vào gáy của Lâm Chính Anh. Dĩ nhiên quan trọng nhất chính là anh ta không biết người này là Lâm Chính Anh. Bên kia A Khoa nhìn thấy sư phụ của mình bị người ta đánh xuống đất không nhúc nhích được gì, lập tức kêu to sư phụ sư phụ. Đáng tiếc nơi này chẳng phải phim ảnh. Gia Thố không cho A Khoan chạy tới ôm Lâm Chính Anh khóc lóc kêu to. Sau đó lĩnh hội ra võ công, phản sát nhân vật phản diện. Gia Thố trực tiếp một gậy đánh tới, đem A Khoan đánh ngã xuống đất, không hề động đậy luôn. Sau khi Gia Thố nhìn về phía của Tô Bạch đang ngồi xổm bên cạnh của Lâm Chính Anh, hỏi: cậu đừng nói với tôi người này chính là Lâm Chính Anh đấy nhá. Tô Bạch thở dài: hiện tại thì tôi cũng thật sự hy vọng điều đấy đấy. Gia Thố nhắm mắt lại, lắng động một chút tâm trạng của mình. Anh ta biết một gậy vừa rồi của anh ta nặng bao nhiêu. Bây giờ đối phương còn chưa có chết đã coi như kỳ tích rồi. Nhưng mà hiện tại có lẽ cũng có cách cái chết không xa. Xem như nửa bước đi vào quỷ môn quan rồi. Nếu sớm biết như vậy, tôi đã không cứu cậu. Dù sao cậu cũng là ma cà rồng mà, bị đâm mấy kiếm cũng chẳng chết được. Tô Bạch thì xoa mũi của mình, sau đó ngồi xổm xuống, cõng Lâm Chính Anh lên. Trước tiên thì đưa ông ta lên giường đi đã, sau đó tìm cách thôi, có lẽ còn cứu được. Tôi biết chút y thuật đấy, Gia Thố nói, sau đó chỉ vào A Khoan đang nằm trên mặt đất. Cái tên tiểu tử này thì sao? Trói lại đi. Gia Thố khẽ gật đầu. Cứ như thế trong phòng ngủ bên trong nghĩa địa, Lâm Chính Anh nằm trên giường. Gia Thố thì xoa bóp cho ông ta. Dùng cách nói của Gia Thố, vị trí sau gáy rất yếu ớt. Sau khi nhận một kích của anh ta, Lâm Chính Anh đã rơi vào hôn mê rồi. Có lẽ qua 1-2 ngày sẽ tỉnh lại thôi. Không sao cả, họ cũng có thể chết trong lúc hôn mê. A Khoan và Trần Viên Ngoại bị trói trên cây cột. A Lượng và Trần Tiểu Thư tỉnh lại cũng bị Tô Bạch trói trong phòng. Ngoại trừ Lâm Chính Anh đang hôn mê ra, tất cả mọi người đều bị trói. Tô Bạch ngồi ở ngưỡng cửa. Trời đã tối rồi, trên trời thì lác đác vài ngôi sao. Thời đại này không khí không bị ô nhiễm, cho nên bầu trời rất thanh tịnh. Gia Thố tắm xong đến bên cạnh Tô Bạch. Còn không có tin tức gì của Hòa Thượng. Ở trong động của Hồ Yêu thì anh ta đã nháo ra động tĩnh không nhỏ đâu, Tô Bạch nói. Chẳng qua tôi thấy anh ta sẽ không chết đâu. Mạng của anh ta rất cứng, Gia Thố nói. Hơn nữa, không biết bao nhiêu năm trước, cao tăng Phật môn đã trấn áp qua nơi đấy rồi. Hòa Thượng hẳn là chiếm được một chút ưu thế. Chỉ cần Hòa Thượng đừng đùa quá mức là được. Tô Bạch bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh Hồ Yêu gầm lên giận dữ, bay thẳng đi tìm Hòa Thượng. Thật ra Tô Bạch có thể đoán được một chút. Có lẽ ở trong động của Hồ Yêu, Hòa Thượng gặp được kỳ ngộ gì đấy. Sau đó vì muốn thu hoạch được thêm nhiều chỗ tốt của kỳ ngộ, Hòa Thượng không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Nếu không chính hắn có thể trốn ra. Gia Thố cũng như vậy.
hắn không tin hòa thượng chiếm ưu thế sân nhà đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ một chút, thật ra nếu như đổi thành Tô Bạch, nếu hắn gặp phải bảo tàng của gia tộc Macaron, hắn cũng sẽ lựa chọn như hòa thượng. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Ở trong thế giới chuyện xưa này, chính mình không chủ động, sớm hay muộn cũng sẽ chết thôi. Trên bầu trời, mặt trăng giống như nhuốm máu vậy, mang tới chút gì đó tinh hồng. Tô Bạch cảm ứng được, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời. Giao Thố thì đứng bên cạnh Tô Bạch, cũng ngẩng đầu nhìn trời. Chuyện này có tính là nhà dột gặp mưa không? Tô Bạch hỏi. Gia Thố hít sâu một hơi, học theo giọng điệu của hòa thượng trả lời. Không sai. Hiển nhiên Radio Kinh Dị sẽ không để cho nội dung cốt truyện an tĩnh như vậy đâu. Nếu như nội dung chính trong thế giới chuyện xưa này chỉ là để cho đám người Tô Bạch nghĩ biện pháp trị liệu cho Lâm Chính Anh, cầu Bồ Tát kéo dài tính mạng cho ông ta, điều này không khỏi quá mức nhàm chán. Trên thực tế thì Tô Bạch cảm thấy Lâm Chính Anh bị một gậy của Gia Thố đánh thành người thực vật. Khả năng này ngay cả Radio Kinh Dị cũng không ngờ tới. Mặt trăng máu giữa trời, ngay cả Tô Bạch cũng cảm nhận được xung quanh bỗng nhiên nồng nặc sát khí. Lúc này chính là lúc âm khí thịnh nhất. Chỗ chúng ta đứng chính là nghĩa địa đấy. Không phải cậu là thứ mà âm khí mạnh nhất sao? Gia Thố hỏi. Gia Thố, cậu học xấu rồi. Cậu ở chung lâu ngày với cả tên hòa thượng kia, học được cách nói mỉa mai rồi đấy. Tô Bạch phủi ống quần của mình, đứng lên. Trong nghĩa trang này đã bắt đầu động rồi. Bên kia là quân đội cương thi do Lâm Chính Anh làm ra, cũng không thiết lập này có lý do gì cả. Lâm Chính Anh cũng chẳng phải là người muốn khởi binh mưu phản, phản thanh phục minh đâu. Trong nhà của ông ta bày nhiều cương thi như vậy làm gì nhỉ? Những thứ này đều là thân thích của cậu mà, cậu phụ trách đi trấn an chúng đi. Trong sương phòng bên kia có lẽ trấn áp không ít quỷ hồn yêu tà đâu, xem như là vật do Lâm Chính Anh sưu tầm đi. Tôi qua đó phụ trách gia cố phong ấn và trấn an đã. Nếu như đêm nay chỉ có chút chuyện này thôi, cũng không tính là quá mức dày vò, Tô Bạch nói. Lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên thôi. Nhiệm vụ chủ tuyến của chúng ta là 7 ngày. Ngày đầu tiên chỉ là sát khai vị thôi, món chính còn chưa có bưng lên đâu. Vậy trước tiên thì ăn món tráng miệng đi đã. Tô Bạch đứng lên, nhìn bốn người đang bị trói. Có chút không an toàn rồi, bọn họ là nhân tố không xác định. Vậy thì cắt ngang chân tay bọn họ đi, Gia Thố đề nghị. Tô Bạch lắc đầu. Cái này quá cực đoan. Hơn nữa hiện tại chúng ta thật ra không nên hoàn toàn cùng Lâm Chính Anh xé rách mặt đâu. Còn có thể dùng hiểu lầm để giải thích. Nếu như ông ta tỉnh lại rồi, phát hiện ra đồ đệ của ông ta bị chúng ta chơi cho tàn phế thế này, có lẽ ông ta sẽ quyết tâm đồng quy vu tận với chúng ta đấy. Tô Bạch đi tới trước mặt của A Khoan và A Lược. Cả hai thì đều hoảng sợ nhìn Tô Bạch. Tô Bạch há to miệng muốn giải thích gì đấy, thậm chí dự định cởi trói cho hai người này trước, nhưng mà lời đến khóe miệng lại thu về. Hắn nhìn A Khoan và A Lược, trong hai mắt người này hắn thấy được sự e sợ, thậm chí là cả oán hận. Tô Bạch lên tiếng. Gia Thố, mang cây gậy của cậu lại đây. Bịch bịch. Hai tiếng trầm đục, A Khoan và A Lượng đều bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Gia Thố đứng ở một bên, hai tay để trước ngực. Tôi cho rằng cậu có cách tốt hơn chứ. Một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Tô Bạch trả gậy lại cho Gia Thố. Hai người đi ra khỏi căn phòng ngủ. Một người thì đi hướng đông, một người đi hướng tây. Cho dù đêm nay trên trấn này, ở nơi khác xuất hiện chuyện gì, nhiệm vụ của bọn họ chính là giữ cho nghĩa địa ổn định. Về căn phòng kia, một bên vách tường vẫn giữ nguyên trạng thái bị phá. Đây là do lúc Tô Bạch bị Lâm Chính Anh đánh đụng vào. Cho dù là hiện tại Tô Bạch khôi phục lại huyết khí, nhưng mà thương thế trước đấy của hắn chưa có khôi phục lại được. Trong phòng cương thi vẫn còn đang xếp hàng. Sau khi nhìn thấy Tô Bạch đi vào, phát hiện ra tuy những con cương thi này không xê dịch gì cả, thế nhưng xung quanh lay động, hiển nhiên nhận kích thích từ mặt trăng máu, những cương thi này cũng có chút bất an. Tô Bạch phủi tay,
Sau đó bờ vai của hắn run lên, nhắm mắt lại, thân thể của hắn bắt đầu trở nên gầy còm, chuyển sang trạng thái cương thi. Con mắt xanh đảo qua tất cả cương thi. Yên tĩnh. Tất cả cương thi lập tức đứng vững không nhúc nhích. Tô Bạch nhìn những con cương thi trước mặt mình, trong đầu của hắn bỗng nhiên có một ý niệm. Ở trong thế giới chuyện xưa, liệu hắn có thể khống chế những con cương thi này giúp đỡ mình hay không? Hoặc là thậm chí ở trong thế giới hiện thực, hắn có thể làm ra một số cương thi để khống chế không? Cho dù không thể để bọn chúng làm những chuyện trái đạo lý để tránh tính toán nhân quả lên đầu của hắn, nhưng mà lấy ra để trồng nhà cũng được đấy. Nhưng suy nghĩ một chút, Tô Bạch liền phát hiện ra ý tưởng này của mình thật là gân gà. Ăn thì vô vị, vứt thì tiếc. Vì với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích. Sở dĩ hiện tại hắn có thể khiến cho đám cương thi này nghe lời, cũng không phải là vì đẳng cấp huyết thống cương thi của hắn cao hơn bọn chúng, mà là bởi vì trên trán bọn chúng có dán lá bùa. IQ của bọn chúng hoàn toàn bị áp chế rồi, cho nên bọn chúng mới có thể nghe lời hắn. Hơn nữa, ở trạng thái này, thật ra bọn chúng cũng không có ổn định. Ngộ nhỡ có vấn đề gì xảy ra, có thể sẽ gây thương tổn cho một người nhà đấy. Hơn nữa, cương thi bị dán bùa trên trán này cũng chỉ có thể xếp hàng làm mấy nghi thức kéo cờ, lấy thịt đè người. Những chuyện cấp bậc cao hơn bọn họ không có làm được, trừ khi huyết thống của hắn tiếp tục tăng lên. Tô Bạch mím môi, hắn quả thật phải nghĩ ra được biện pháp. Dù sao con đường thăng cấp của hắn muốn dựa vào cửa hàng trên WeChat để đổi lấy, cơ hội cũng không có nhiều. Chẳng qua trước mắt, những con cương thi này đã khôi phục yên tĩnh rồi. Tô Bạch yên lòng, chuẩn bị quay lại chỗ của Lâm Chính Anh. Bởi vì hiện tại hắn và Gia Thố mỗi người đi qua trấn áp một nơi, chỗ của Lâm Chính Anh không có ai trông coi cả. Tô Bạch luôn cảm thấy không yên lòng. Chẳng qua Tô Bạch vừa mới quay người chuẩn bị rời đi, bước chân của hắn lập tức dừng lại. Sau đó hắn quay người nhìn về phía đám cương thi kia. Hắn đi đến, đi rất chậm, đi qua chỗ cương thi, cuối cùng dừng lại ở trước một con cương thi. Mình luôn cảm thấy lạ lạ, thì ra là ở chỗ này. Con cương thi này hẳn đã có tuổi rồi, nhìn không khác gì những con cương thi khác. Sắc mặt tái nhợt, nhưng mà quan phục mãn thanh trên người nó lại có một chi tiết không giống nhau. Có lẽ vì tính chất chuyện xưa, radio kinh dị đã thay đổi chút gì đấy. Ví dụ như Lâm Chính Anh vốn dĩ là nhân vật sinh động thời kỳ dân quốc, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở triều nhà Thanh. Ông ta thế mà dám đường hoàng cho những con cương thi này mặc quần áo mô phỏng quan phục. Nhưng mà cũng may radio kinh dị vẫn còn chú ý đến điều này. Những quan phục này đều không có dấu hiệu của cụ thể nào cả. Ví dụ như quan nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm đều có những hình động vật khác nhau được thêu trên trang phục. Ở triều Thanh, áo quan văn thì có thêu chim, quan võ là thêu thú. Vốn dĩ ban đầu câu nói mặt người dạ thú là chỉ quan viên, nhưng mà bởi vì sau này quan viên làm những việc người ta quá thất vọng, cho nên mặt người dạ thú dần dần biến thành nghĩa xấu. Còn quan phục mặc trên người cương thi này chỉ tùy tiện thêu núi non hoa cỏ cho đủ số thôi. Thế nhưng con cương thi ở trước mặt Tô Bạch này, trước ngực nó có thêu kỳ lân. Thêu kỳ lân có ý là gì đây? Nhất phẩm quan võ sao? Đối với cả con cương thi này, Tô Bạch há miệng thổi một hơi, lá bùa trên trán cương thi cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống. Đồng thời con cương thi này cũng chậm rãi há miệng ra. Gia Thố đi đến tầng hầm trong nghĩa địa của Lâm Chính Anh. Nói là tầng hầm thì có chút phóng đại, nơi này càng giống như là một đạo tràng, nơi làm phép thuật của thầy tu hay đạo sĩ dưới lòng đất. Nó lớn khoảng một sân bóng rổ, bốn vách tường treo rất nhiều bình. Lúc này bởi vì mặt trăng máu, không khí xung quanh vô cùng quỷ dị. Hơn nữa những thứ bị trấn áp trong những chiếc bình này cũng bắt đầu dao động rồi. Bên trong, một chiếc bình gốm đỏ lộ ra dáng vẻ rất chói mắt. Không riêng gì việc bên trong có ánh sáng đang lóe lên, toàn bộ chiếc bình cũng bắt đầu lay động, không ngừng lắc lư, giống như có chút không kịp chờ nổi, muốn xông ra ngoài. Ánh mắt Gia Thố ngưng tụ lại, khóe miệng nổi lên ý cười. Quả nhiên là đạo gia Trung Nguyên, làm chuyện gì cũng đều coi trọng lưu lại một đường, ngay cả thứ thương thiên hại lý. Rõ ràng trên người có tội nghiệp nhân quả,
thế mà cũng không đành lòng diệt trừ, mà chính là phong ấn ở nơi này, mài đi hung tính, sau đó lại độ luân hồi. Cần gì chứ? Nếu là như thế, đám người trừ ma trên thế gian này không phải là mệt muốn chết sao? Gia Thố là người của Mật Tông, phong cách hành sự của Mật Tông chú trọng làm việc, chưa đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn nào cả. Bọn họ chỉ chú trọng kết quả thôi, không thích để ý đến chuyện việc nhỏ không đáng kể, cho nên Mật Tông thường xuyên cho người ta cảm giác thần bí và đáng sợ. Đối diện với cả mấy thứ bắt đầu không an phận dưới mặt trăng máu này, Gia Thố đáp lại rất đơn giản, đó chính là giết chết. Gia Thố đi thẳng đến chỗ trước mặt bình đỏ, một tay giơ bình đỏ lên, ngay sau đó anh ta nhắm mắt lại, yên lặng đọc chú ngữ. Trên người Gia Thố tách ra một đạo ánh sáng vàng yếu ớt, chui vào bên trong chiếc bình đỏ này. Đồ vật bên trong bình giống như phát điên, không ngừng giãy giụa, không ngừng lắc lư. Chỉ là lúc này ánh sáng màu vàng trên người Gia Thố đã sớm truyền dò đến bình rồi, làm tốt hiệu quả trấn áp. Giữa lông mày Gia Thố xuất hiện một vết máu. Vết máu này bắn ra, trực tiếp đánh vào bên trong bình. Trong tầng hầm vắng vẻ, truyền đến một tiếng thét chói tai. Sau cùng bình tĩnh lại, bình đỏ vỡ ra, nước mủ tràn ra, mang theo mùi hôi thối. Nhưng mà Gia Thố không chút nào để ý. Anh ta tu hành sau chùa miếu, có thể so sánh với cả luyện ngục trong nhân gian. Tâm tính của anh ta đã sớm kiên cường như sắt rồi. Kết cục của yêu vật này trực tiếp trấn trụ những thứ khác. Xung quanh lập tức yên tĩnh, giống như tất cả những đồ bị phong ấn đều giống như con người vậy. Trong nháy mắt đều giống như vẻ sầu ngủ đông vậy. Ác vật cần có ác nhân để mài giũa. Gia Thố như là hung thần đứng đấy vậy. Những si mỹ võng lượng đó không có dám làm càn. Chú thích: si mỹ võng lượng là tên của quỷ thần chỉ thấy trong các sách vở của Trung Quốc đời xưa, kinh điển Phật giáo chỉ mượn dùng mà thôi. Hết chú thích. Ngay khi Gia Thố cảm thấy công việc ở nơi này đã xong rồi, anh ta chuẩn bị rời khỏi nơi này, quay về chỗ của Lâm Chính Anh. Lúc đi đến bậc thang, Gia Thố nhìn thấy một con trồn. Con trồn này mang theo một loại ánh mắt uy khuất và e ngại nhìn Gia Thố, giống như là một cô vợ nhỏ đã làm sai chuyện gì, sợ bị giáo huấn vậy. Nơi này còn có thứ có thể biến hình sao? Gia Thố đi tới, con trồn liền hèn mọn lùi về sau, lùi đến bậc thang bên cạnh. Thế nhưng lúc chân của Gia Thố vừa bước lên bậc thang, trong nháy mắt bậc thang liền biến thành một cái miệng đầy máu của dã thú. Ánh mắt Gia Thố ngưng lại, khẽ quát: dựa vào ngươi mà cũng dám thi triển huyễn thuật với ta sao? Ánh sáng bằng hạt gạo cũng dám cùng với cả nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi, nhưng mà Gia Thố vẫn giống như cũ, ổn định bước về phía trước, đi lên trên bậc thang, đi vào trong miệng của dã thú, thẳng tiến không lùi. Cao tăng của Mật Tông có loại cố chấp. Có lẽ so với cả tăng nữ của Trung Nguyên, bọn họ thiếu một chút khéo léo đưa đẩy, nhiều hơn một phần lạnh nhạt. Thế nhưng từ một trình độ nhất định mà nói, bọn họ càng thêm kiên trì. So với cả hòa thượng thất luận, Gia Thố ít đi suy nghĩ đối nhân xử thế, nhưng mà càng nhiều thêm loại cảm giác thành kính với Phật. Miệng của dã thú bắt đầu nứt toác ra rồi, đến sau cùng hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi thứ xung quanh nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Con trồn kia thì vẫn là con trồn, nhưng mà trong đôi mắt của nó đã không ngừng chảy máu tươi, nhìn rất thê thảm. Cái đồ không biết lượng sức mình. Gia Thố đưa tay ra nhấc con trồn đang hấp hối lên. Anh ta nghĩ bên trong con trồn này hẳn có nội đan, một con vật đã mở ra linh trí rồi, thậm chí còn có thể chủ động khống chế huyết ảnh. Nội đan của nó còn tốt hơn linh trí trăm năm. Có thứ đồ chơi này cho Lâm Chính Anh ăn, ít nhất việc kéo dài tính mạng cho ông ta cũng chẳng phải là vấn đề gì. Thế nhưng Gia Thố chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay của mình bỗng nhiên nhẹ đi, da của con trồn này trực tiếp rơi xuống. Tự nhiên như thế, bất ngờ như vậy, trong tay của anh ta đang cầm một con rết màu tím. Con rết há miệng, răng nanh đâm vào mu bàn tay của Gia Thố. À! Gia Thố hất con rết ra, thân thể lảo đảo, vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu bài độc. Nhưng mà mí mắt của anh ta càng lúc càng nặng, ánh mắt của anh ta càng lúc càng trở nên mơ hồ. Trong hầm hầm yên tĩnh này,
sau khi gia thú ngồi xếp bằng, nó lại một lần nữa bắt đầu huyên náo sục sôi. Ngoài cửa nghĩa trang, có một lão khất cái chậm rãi chống quải trượng đi đến. Lão khất cái này bị què một chân, bước đi không tiện. Trên mặt thì cũng vì dinh dưỡng không đủ mà có chút lõm xuống. Cả người gầy đến mức trở thành da bọc xương rồi. Lão hủ thật sự đói bụng. Lão khất cái thở dài, sau đó đi lên bậc thang, khẽ gõ lên cánh cửa cổng màu đỏ của nghĩa trang. Gõ mấy lần nhưng mà không có ai mở cửa cả. Nói đúng hơn là sẽ không có ai mở cửa. Lão khất cái đưa tay ra mở cửa, cửa mở ra. Cổng nghĩa địa vốn dĩ không có khóa, bởi vì trước buổi tối người khóa cửa đã bị đánh cho hôn mê rồi. Lão khất cái thò đầu vào bên trong, cửa đã mở rồi, ông ta liền đi vào trong. Ông ta biết nơi này là nghĩa địa, thế nhưng hiện tại ông ta thật sự quá đói, cũng rất mệt, cho nên ông ta muốn đi tìm một chỗ giấc ngủ ngon. Nếu như có thể kiếm chút đồ ăn, vậy thì đúng là không còn gì tốt hơn. Đối với cả ông ta mà nói, sống thêm được một ngày cũng là sống. Lão khất cái đi đến nhà bếp. Trong nhà bếp thì còn có tối mà cơm A Khoan nấu. Chẳng qua hôm nay mấy sư đồ không có cơ hội ăn cơm. Lão khất cái trực tiếp nhào đến, bỏ đồ ăn vào trong miệng. Ông ta rất nhanh đến sau cùng, cái bụng phình lên, thở dài nhẹ nhõm ngồi trên mặt đất. Đã rất lâu rồi ông ta chưa được ăn no như vậy. Lão khất cái ọ lên một cái. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì ông ta quyết định ở lại trong nghĩa địa này. Đã có cơm ăn rồi, nói không chừng ông ta có thể tìm được thứ khác, ví dụ như một bộ quần áo lành lặn. Ăn no, bước đi của ông ta càng thêm có sức lực. Tuy nói ông ta chống quải trượng, nhưng mà tốc độ của ông ta thì cũng chẳng chậm đâu. Lão khất cái đi tới cửa phòng ngủ. Ông ta đưa tay ra, khẽ đẩy cửa. Cửa bị ông ta mở ra một khe hở. Ông ta đoán chủ nhân nơi này đang nghỉ ngơi, nhưng ông ta vẫn muốn đến xem. Sau đấy, từ trong khe hở, lão khất cái nhìn thấy bốn người bị trói trên cây cột. Ông ta lộ vẻ kinh ngạc. Theo bản năng thì ông ta muốn rời khỏi nơi này đến huyện nha báo quan, hoặc là chính mình cứ thế rời đi, bởi vì một nhà này rõ ràng bị trộm ghé qua. Thế nhưng ánh mắt của lão khất cái đảo qua trên người của Trần Tiểu Thư bị trói chặt. Hơi thở của ông ta lập tức trở nên dồn dập. Tục ngữ có câu: no ấm thì nghĩ tới dâm dục, đói rét thì nổi lên trộm cướp. Lão khất cái này cũng không ngoại lệ. Ông ta không kìm lòng được, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn xung quanh. Xem ra kẻ trộm cướp đồ xong liền đi rồi, thật đúng là tiện nghi cho ông ta mà. Lão khất cái hoàn toàn đẩy cửa ra, sau đấy đi vào. Trần Tiểu Thư và Trần Viên Ngoại không có bị đánh ngất xỉu, thế nhưng trong miệng bọn họ đều bị nhét vải rồi, tay chân bị trói, không thể kêu cũng chẳng thể nhúc nhích. Quan trọng hơn là bọn chúng đang đứng quay lưng với cả phía cửa. A Khoan và A Lượng thì ở đối diện cửa, lại bị Tô Bạch đánh cho bây giờ vẫn ở trong bất tỉnh. Lão khất cái đẩy cửa ra, rón rén đi đến. Ông ta nhìn thấy trên giường có một người đang nằm, nhưng mà xem ra giống như sắp chết rồi. Từ lúc ông ta đi vào cửa, lão khất cái vẫn luôn chằm chằm nhìn vào bóng người của Trần Tiểu Thư. Đầu lưỡi càng không ngừng liếm bờ môi khô khốc. Ông ta đi đến gần cây cột, sau đó từ bộ quần áo rách trên người của mình xé ra hai miếng vải. Lúc đầu Trần Tiểu Thư và Trần Viên Ngoại nghe được tiếng mở cửa, cho rằng Tô Bạch và Gia Thố quay lại. Hai người đói bụng và mệt mỏi, lười giãy giụa, vẫn duy trì tư thế ban đầu. Mãi cho đến khi Trần Viên Ngoại bỗng nhiên bị che mắt đi, Trần Viên Ngoại mới cảm thấy không thích hợp, bắt đầu giãy giụa. Nhưng mà Gia Thố trói rất chặt, Trần Viên Ngoại giãy giụa vô cùng. Lúc này Trần Tiểu Thư cũng bị dọa sợ, thế nhưng cô ta còn chưa kịp nhìn thấy rõ, một tấm vải đen bẩn thỉu trùm lên mặt cô ta. Sau đó cô ta cảm giác được có người cách tấm vải liều mạng hôn chính mình, hai tay còn ở trên người cô ta giở trò, rất kích động dùng sức xoa nắn. Cả người của lão khất cái hưng phấn đến điên luôn. Ông ta không nghĩ tới có một ngày mình được hưởng thụ một cô gái xinh đẹp đến như vậy. Đây quả thật là ông trời coi trọng ông ta mà. Thơm quá, thật mềm, thật thoải mái.
Ngay lúc lão khất cả hết quên hết tất cả, một người thở hổn hển xuất hiện ở phía ngoài cửa phòng ngủ. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng liền quát mắng một tiếng: còn mẹ nó chứ, ông là cái thứ quỷ quái gì vậy, thế mà còn ở chỗ này học doãn trí bình xxx với cả tiểu long nữ sao? Một con cương thi mặc quan phục võ quan nhất phẩm của Mãn Thanh, điều này có ý nghĩa gì đây? Có một số chuyện có thể xác định, đây không phải là cương thi do Lâm Chính Anh và đệ tử trấn áp, mà chính là không biết từ nơi nào xuất hiện và trà trộn vào. Đồng thời từ việc lúc trước nó có thể cố ý theo những con cương thi khác nghe theo lệnh Tô Bạch, liền có thể nhìn ra gia hỏa này có IQ. Khi một con súc sinh có IQ cao, đây chính là một chuyện vô cùng đáng sợ trên trái đất. Con người không có như là báo săn, cũng không cường tráng như voi, càng không dũng mãnh như lão hổ, cũng không có thiện chiến như sư tử. Nhưng mà sở dĩ con người có thể đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn trên trái đất, nguyên nhân là do con người có IQ, hoặc gọi là trí tuệ càng đúng hơn. Một cương thi bất tử bất diệt, không vào luân hồi, nhảy ra khỏi ngũ hành lại có được trí tuệ, khi đó nó không còn dựa vào ăn nông ở lỗ, bản năng hung toàn để khống chế chính mình. Điều này liền có ý nghĩa là nó đã biến hóa đến mức vô cùng đáng sợ rồi. Hơn nữa, cho dù xem như xã hội phong kiến vương triều truyền thống, lúc quan viên hạ táng thường được truy phong quan tước, có khả năng nhất phẩm quan võ này chỉ là hữu danh vô thực thôi. Thế nhưng ít nhất nó nói lên một điều: lúc còn sống, con cương thi này đã cấp bậc phong hầu bái tướng rồi. Người như thế biến thành cương thi, đoán chừng chỉ cần là người đầu óc còn hoạt động đều có thể cảm giác được nó có bao nhiêu đáng sợ. Khi Thô Bạch thời rớt lá bùa trên trán đối phương, có lẽ là do nó cố ý dán lên để vô hiệu hóa. Lúc này cương thi chậm rãi mở mắt, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Con người của nó là màu đỏ, còn của Tô Bạch là màu xanh. Hiện tại hai con cương thi này đang đối mặt nhìn nhau. Không khí xung quanh bỗng nhiên ngưng kết, nhiệt độ giảm xuống. Một tiếng vù vang lên, lúc này Tô Bạch và con cương thi kia cùng nhau ra tay. Móng tay Tô Bạch trực tiếp đâm về vị trí cổ của đối phương, nhưng mà đối phương không có làm gì cả, đi thẳng lên phía trước một bước. Cổ của đối phương giống như sắt thép vậy, hơn nữa còn mang theo sát khí. Cánh tay Tô Bạch còn chưa có đụng vào thân thể đối phương liền bị bắn ra. Ngay sau đấy, thân thể của đối phương bước lên phía trước một bước, mang tới áp suất không khí bắn thẳng đến Tô Bạch. Cả người Tô Bạch bị quét bay ra ngoài, rơi xuống ngoài cửa. Tô Bạch nằm trên mặt đất, nhất thời không thể đứng lên được, khóe miệng tràn đầy máu tươi đen ngòm. Dù sao thì hắn vẫn khác so với cả những con cương thi thuần túy. Từng âm thanh vang lên, vào lúc này thì cả tòa nhà sụp đổ, bụi đất bay mù mịt. Tô Bạch xua tay, thân thể thì vô thức lùi về sau. Chờ đợi khi bụi đất lắng xuống rồi, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Tô Bạch nhìn thấy con cương thi kia đứng trên đống phế tích. Bên cạnh nó là mấy chục con cương thi vốn bị Lâm Chính Anh trấn áp. Chỉ là hiện tại những con cương thi này không nghe Tô Bạch ra lệnh. Một mặt là cương thi có đẳng cấp nhất quan võ phẩm này, ở trên cấp độ của sinh mệnh liền tạo thành một loại nghiền ép đối với Tô Bạch. Chỉ thị của nó càng uy nghiêm so với cả Tô Bạch. Một phương diện khác là do những lá bùa trên trán của đám cương thi này đã không còn thấy đâu nữa rồi. Hiển nhiên là dưới năng lực của con cương thi nhất phẩm quan võ này, nó đã phá hết những lá bùa đạo ra dùng để trấn áp đám cương thi kia. Hiện tại chính là một con cương thi tướng quân dẫn theo bên người hơn 10 con cương thi binh lính. Cảnh tượng này rất quen thuộc. Tô Bạch nhớ tới lúc mình còn bé có xem qua phim cương thi của Hồng Kông. Có rất nhiều bộ phim có nội dung loại cương thi cao cấp đi ra tìm những con cương thi bình thường làm thủ hạ. Chỉ là Tô Bạch không nhớ kỹ, chính mình thế mà có thể đụng vào cảnh này sao? Còn cương thi há miệng với cả Tô Bạch, trong miệng thì nhả ra một làn khói trắng, vẻ mặt trêu tức, giống như đang giễu cợt Tô Bạch không biết tự lượng sức mình. Đồng thời trong lòng Tô Bạch bỗng nhiên truyền tới một giọng nói già nua, rất khàn khàn, lại có áp lực: người đi theo ta. Tô Bạch hiểu rõ đây là con cương thi kia đang nói chuyện với mình. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy trời rất vui nha.
đến một thế giới chuyện xưa còn gặp được đại cương thi muốn thu mình làm đồ đệ. Vì sao? Tô Bạch lấy phương thức của cương thi để đáp lại. Trong lúc cương thi nói chuyện, trong cổ họng sẽ phát ra tiếng ma sát. Loại đối thoại này rất khó để dùng khoa học giải thích, nhưng mà thật sự tồn tại. Giống như hiện tại khoa học cũng không thể hiểu biết được bao nhiêu sự trao đổi giữa các động vật vậy. Bởi vì so với bọn chúng, người thông minh hơn. Tô Bạch không nhịn được, ho khan mấy lần. Lý do này quả đúng là có sức thuyết phục đấy. So với cả những con cương thi bình thường, hắn quả thật có IQ nghiền ép bọn chúng. Tô Bạch bỗng nhiên nghĩ tới Hòa Thượng. Thật ra chính hắn và Giao Thố đều có thể còn sống từ động hồ yêu đi ra. Điều này mang ý nghĩa là đối với cả Hòa Thượng mà nói, chuyện này không quá nhỏ. Thế nhưng đến tận bây giờ còn chưa thấy được bóng dáng của Hòa Thượng đâu. Hiển nhiên Hòa Thượng có ý đồ lớn. Có lẽ là Hòa Thượng đã quán triệt phương châm rồi: không vào hang ổ sao bắt được hổ con. Hòa Thượng ở lại động cổ hồ yêu tìm kiếm truyền thừa y bát của mình, của những cao tăng chân náp yêu quái. Mà trước mắt thì cũng có một kỳ ngộ đang bày ra trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch không sợ việc theo con cương thi này. Nếu như đi theo nó, hắn có thể tìm được phương pháp nâng cao huyết thống cương thi của chính mình. Đây là điều mà Tô Bạch nóng lòng khao khát. Dù sao bởi vì huyết thống của hắn bị pha trộn mấy loại huyết thống sinh ra biến dị, không có khả năng thông qua cửa hàng trên WeChat để đi theo đường chính quy nữa rồi. Dùng điểm cốt truyện để thăng cấp, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Được, ta có thể đi theo ngươi. Thế nhưng người nơi này ngươi không thể giết, còn những nơi khác tùy ngươi. Tô Bạch đưa ra yêu cầu này chỉ là muốn đảm bảo cho đám người của Lâm Chính Anh an toàn thôi, đảm bảo cho nhiệm vụ chủ tuyến một không thất bại. Đến lúc đấy dù sao Gia Thố chăm sóc cho Lâm Chính Anh, chính hắn vào con đường cương thi này đi ra, cho dù là giết những người phóng hỏa cũng không sao. Nào biết sau khi con cương thi này nghe xong yêu cầu của Tô Bạch, thế mà không có chút do dự liền từ chối. Người không có tư cách nói điều kiện với ta. Hơn nữa nơi này có đạo sĩ, lúc trước đã thương ta, hôm nay ta đến báo thù. Trong lòng Tô Bạch nổi sóng. Đối phương hướng tới giết Lâm Chính Anh, thế nhưng vì nhiệm vụ chủ tuyến, sao hắn có thể giết Lâm Chính Anh đây? Cái này không còn lời gì để nói nữa rồi. Tô Bạch thở ra một hơi khí bận, cả người khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau đó lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Dường như đối diện với cả sự biến hóa của Tô Bạch, con cương thi này cũng rất giật mình. Thế nhưng nó không có biểu lộ gì nhiều, bởi vì thái độ của Tô Bạch đã quá rõ ràng rồi. Từ chối mang ý nghĩa tử vong. Thật ra đối với ta mà nói, hai cái này không có gì khác biệt cả. Các bạn thân mến, và tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập buổi tối nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên những cái like để kênh của chúng ta sớm được 20.000 sub nha. Goodbye.